càng lục luôn. Dính cá to các bạn ơi, cá to các bạn ơi. Ôi ơi, cái gì đây? Cá chép. Ây dạ. Hello, chào các anh em nha. Giờ mình mới đến đêm câu nha. Mồi mình câu đánh hôm nay là mồi cám nha các bạn. Mình câu xong tiếp nha. Đó. Điểm câu của mình đây. Đây cái pha cặn của mình mới xuống đây ha. Quay vòng vòng cho các bạn xem. Vào. Này càng để mình chỉnh lại được. Hoặc là để luôn các bạn, để luôn. Để họ chỉnh là sao. Đâu này lạc rồi vô con cá chép đá nè. Ô, lúc nữa rồi. Lúc nữa các bạn ơi. Trời ơi. Hết sức khủng đấy. Sao các bạn? Chỉnh. Cái gì đây? Cái cá rô đồng. Ê, ngoài cá chơi. Vậy hả mày? À, còn tiếp theo nha anh em. Cá chơi nha. Dính đủ thứ mà tới cá luôn. Nước nó chảy các bạn ơi. Càng càng chín. Cái gì đây, cá bự nữa nha các bạn. Thôi, cái mày dinh hay gì đây. Cái mày dinh. Đó. Em đây gì chưa. Rồi, còn tiếp theo nha các bạn. Cái mẹ ha. Rồi, mình có dẫn tiếp theo nha anh em. Nó chảy các bạn, cái phao mình gài đây nè. Giật cá đã lắm các bạn. Nó lâu một cái út cái mất tiêu luôn. Lúc vào mày trời ơi. Nhớ chặt đất. Quá dở. Tán luôn. Rô động các bạn. Dính vào cục bình luôn nè. Rồi sẽ gỡ ha. Thảy xuống chưa kịp ấy nó gịch gịch lại.
Xà lan ngày nào cũng chạy vô đây cả chục chiếc mà. Rồi lên cái rảnh tiếp các anh em. Mỏ cái này mỏ chụp cả đây. Nút. Cái mi 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 hậu là cá cha vô mò vô anh hay lắm. Cái mình giật gì nữa. Nó bạn ơi, nút nữa ơi. Nút nó đang nút nó đang nghỉ. Lên cá tiếp nữa anh em. Cá rảnh nha. Kiểu này chắc tới chiều hơi mệt. Thấy không? Lại ngay lỗ sát ngoài cái đằng không? Chịch cái này không? Đúng rồi. Ngớp văng nước rồi. Lục bình không sao quăng được máy vậy. Vừa hổm nó chống anh. Qua xuống mồi các bạn. Cái phao của mình canh nó hơi cạn rồi. Để lỡ cục mồi này cục sau mình canh lại. Nước chảy quá. Cá gì càng lúc luôn dính cá to các bạn ơi, cá to các bạn ơi. Ôi ơi, cái gì đây, cá chép bây giờ. Cá chép nha. Bữa nay mình dính cá gì được không ta các bạn? Cá chép còn tiếp theo của mình nha bạn, sớm thì dính cá mè khủng nè. Ừ, con cá tài tượng nữa, giúp đến cá chép nữa nha. Rồi sẽ gỡ nha các bạn. Chẳng có trên bành cái nó im luôn. Anh em đua mài đó nha các bạn. Tại sao á, lẽ các anh em nhìn không rõ ha. Rồi, sẽ gỡ thôi. Ồ, năng màu mình no nóc hay gì đây, hay trứng không đây. Đua mài. Ăn canh cá đi nha các bạn. Cái gì ta, con cái mè lúi quen thấy không, nước trong cỏ, nước trong cỏ bự câu mình này chạy rồi sẽ gỡ nha các bạn.
Không tay ạ. Kỳ vậy trời, nấu phao luôn kỳ vậy. Nó nghe mày. Còn tiếp theo nha. Cái rảnh không. Giờ được hai ba con, ba con rồi. Con gì ghía đây. Phải lâu lúc rồi, nói phao rồi. Nhắc thì không sướng các bạn. Nghe anh em. Ôi sáng. Cái hàng các bạn. Anh cái rảnh. Rồi sẽ gỡ tiếp thôi ha. Càng nha bạn. Trời ơi, lúc nào em không dính, trời kỳ ta. Thế các bạn. Nước chảy rồi, xin chào các anh em nha. Chắc hết cục mồi này, chắc mình cũng sẽ về thôi các bạn ơi. Giờ cũng trưa rồi, về ăn cơm nước rồi đi làm nữa nha. Rồi cá ghĩa rút đi, về đi làm các bạn. Rồi chúc các anh em một ngày vui vẻ ha. Rồi mình cũng chuẩn bị cuốn ngằng thao qua đó, quay bị cá lên cho anh em xem ha. Rồi, cá đang ngang này để mình quay xong cục mồi này rồi. Rồi đó quay cho anh em xem. Em nói đã vô rộng rồi, càng như vậy, càng như vậy. Nói cái trao này bọc. Mới dính người cá mè lên rồi các bạn. Không biết con gì nó mới lâu nữa ở đây, cái nhà này. Trong đám của trai các bạn, nhiều khi cái mấy con cá đang gao đồ trong này dữ lắm. Mà không thấy cá chép thôi.
gì đây, đây nó đang này. Tìm lên có tìm là có cá phái gì đó đó. Thôi em chào anh em nha, tìm cá lên về thôi. Ây da, mày đã im nha các bạn. Này dính đủ thứ loại cá thôi nha. Cá mè lúi rồi, cá vảnh trắng, cá mè dinh, rồi cá chép, cá ta tượng, cá chê, cá rô. Quá trời luôn đó. Xin chào các anh em nha. Tôi tượng mình chết beo rồi. Vậy thôi anh em ơi. Qua đã 4 ký bờ bạn, cũng khoảng 4 ký nha các bạn. Nó bốn con đỡ đầu của mình đây, rồi cái mày dinh cái này cũng như chưa bóc với giơ tay này các bạn. Rồi cái mày dinh này hết sức to luôn, ghê chứ, kinh khủng. Cái mày dinh ghê không bạn, còn sống luôn nha. Rồi con cá tai tượng, cá chép, rồi con cá mè, mè lúi, mè hôi gì nữa. Con này cái mè lúi, mè hôi gì, một đống nữa, rồi dưới nữa. Rồi cá rô, cá chê nữa, mình bỏ vô thùng mình rộng nè. Xin chào anh em nha.